Bàn luận về chứng nhiệt đàm. Chứng nhiệt đàm còn gọi là chứng hỏa đàm, tên gọi chung cho những chứng trạng do đàm câu kết với nhiệt, đàm nhiệt ủng tắc ở phế hoặc đàm hỏa quấy rối tâm gây nên bệnh. Chứng này do nhiệt tà hun đốt tân dịch mà sinh đàm, hoặc đàm uất sinh nhiệt, nhiệt với đàm cùng câu kết gây nên. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của chứng nhiệt đàm là đàm màu vàng dính hoặc đàm trắng dạng keo, khó bài tiết, khải thấu, thở suyễn, phiền nhiệt, đau ngực, miệng khô, họng ráo hoặc sợ sệt, mất ngủ, hay cười vô cớ hoặc hành động cuồng vọng, tiểu tiện sẻn đỏ, đại tiện tảo kết, mặt đỏ, môi hồng, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch hoạt sắc. Chứng nhiệt đàm thường gặp trong các bệnh khải thấu, hạo suyễn, bất mị, cuồng, kết hung. Cần chẩn đoán phân biệt với các chứng tảo đàm, chứng tâm hỏa can thịnh và chứng ôn bệnh ở huyết phận. Chứng nhiệt đàm xuất hiện trong các bệnh khải thấu, hạo suyễn, cuồng, bất mị và kết hung, tuy đều biểu hiện chứng trạng cộng đồng như đàm với nhiệt câu kết nhưng trong tật bệnh khác nhau nên cũng có đặc điểm không giống nhau. Chứng nhiệt đàm do nhiệt với đàm ngăn trở ở phế có thể gây nên khải thấu, hạo và suyễn. Ba bệnh này tuy cùng nguyên nhân bệnh và vị trí phát bệnh cho nên có rất nhiều biểu hiện cộng đồng như đàm vàng dính, co thắt ngực, phiền nhiệt, khô miệng, vân vân. Chỗ khác nhau giữa ba bệnh này là khải thấu thì có đặc trưng khải thấu khí nghịch, hạo là một loại bệnh có từng cơn suyễn thở, đàm khò khè, thường có bệnh sử từng cơn, có thể theo dõi và có đặc trưng hô hấp gấp gáp, trong họng phát tiếng hen. Suyễn là do đàm nhiệt gây nên, phần nhiều là ngoại cảm, thường có chứng hậu ngoại cảm như ổ hàn phát nhiệt và có đặc trưng là thở gấp gáp, phải há miệng, so vai, cánh mũi phập phồng, vân vân. Nhiệt đàm khải thấu điều trị nên thanh nhiệt hỏa đàm tuyên phế chỉ khải, cho uống bài thiên kim vị hành thang gia vị. Nếu vì nhiệt đàm mà dẫn đến bệnh hen, điều trị theo phép thanh nhiệt hỏa đàm tuyên phế giảng nghịch, chọn dùng bài định suyễn thang gia giảm. Vì nhiệt đàm mà dẫn đến bệnh suyễn, điều trị nên thanh nhiệt hỏa đàm tuyên phế bình suyễn, cho uống bài ma hạnh thạch cam thang hoặc tang bạch bì thang gia giảm. Chứng nhiệt đàm có thể gặp trong bệnh bất mị, đặc trưng chủ yếu là sợ sệt, mất ngủ, tâm phiền dễ sợ, ngực khó chịu, buồn nôn, ợ hơi đầy bụng, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch hoạt sác, cho uống bài ôn đàm thang gia giảm. Trong bệnh cuồng xuất hiện chứng nhiệt đàm phần lớn là do tình chỉ bất toại, can khí uất kết, uất thì hỏa hỏa nung đốt tân dịch thành đàm, đàm với nhiệt quấy rối thần minh gây nên. Đặc trưng chủ yếu là thần trí cuồng loạn, biểu hiện lâm sàng tính tình nóng nảy hay giận, đau đầu, mất ngủ, cuồng loạn vô tri, hai mắt trợn trừng, chửi bới vô luân, khí lực hung hăng, đánh người phá phách, trèo cao leo tường, chất lưỡi đỏ tỉa, rêu lưỡi vàng nhớt. Mạch huyền đại hoặc sát điều trị nên thanh tâm quét đàm, trấn tâm tả can, cho uống bài sinh thiết lạc ẩm gia giảm. Chứng nhiệt đàm cũng xuất hiện trong bệnh kết hung, tà nhiệt ở lý kết hợp với đàm ở vùng bụng ngực tạo nên chứng nhiệt đàm kết hung. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là mình nóng, mặt đỏ, phiền khát uống lạnh, uống nước vào thì mửa, ngực bụng bị đầy, ấn vào đau, đại tiện bì kết, rêu lưỡi vàng nhớt,
mạch huyền sát điều trị nên thanh nhiệt hỏa đàm khai kết. Chọn dùng bài tiểu hãm hung gia chỉ thực thang. Ở người dương thịnh dễ mắc chứng nhiệt đàm. Dương thịnh thì nhiệt, nhiệt thịnh, nung nấu tân dịch thì sinh đàm. Nhiệt câu kết với đàm, làm nghẽn ở phế và quấy rối tâm, sẽ biểu hiện hàng loạt triệu chứng của chứng đàm nhiệt. Trong quá trình diễn biến chứng nhiệt đàm, thường kiêm cả chứng phế âm hư, tà nhiệt hun đốt tân dịch sinh đàm, làm thương âm, hao dịch. Có thể thấy kiêm chứng phế âm hư. Phế âm hư là loại âm hư sinh nhiệt, cũng có thể hun đốt tân dịch, hỏa sinh ra nhiệt đàm. Vì vậy, chứng nhiệt đàm thường thấy kiêm phế âm hư. Biểu hiện của phế âm hư có các chứng trạng ho khan, đoản hơi, đờm ít mà dính hoặc đờm vàng có lẫn huyết, miệng rạo họng khô, khản tiếng, thể trạng gầy còm, triều nhiệt, mồ hôi trộm, ngũ tâm phiền nhiệt, về chiều gò má đỏ bừng, lưỡi đỏ, ít tân dịch, mạch tể sát. Chứng tảo đàm với chứng nhiệt đàm, cả hai chứng này đều có thể xuất hiện chứng trạng đờm dính thành keo khó khạc nhổ, miệng khô, họng rạo, khải xuyễn, khí nghịch. Chứng tảo đàm phần nhiều do cảm nhiễm tảo tà hoặc ở thời kỳ cuối của bệnh nhiệt, hoặc thổ tả, ra mồ hôi nhiều, mất máu nhiều làm tổn thương âm dịch, tân dịch tạo kết ngưng trệ gây nên. Đặc điểm của bệnh là ho khan, ít đờm, lưỡi đỏ không rêu hoặc rêu lưỡi mỏng, ít tân dịch, mạch huyền tể sát, chứng nhiệt đàm do ngoại tà, vào lý hỏa nhiệt, ăn quá nhiều đồ cay nóng, xào rán thui nướng, nhiệt từ trong sinh ra, nhiệt hun đốt tân dịch, hun đốt thành đàm, đàm với nhiệt câu kết, trở ngại phế và phạm vào tâm gây nên. Đặc điểm chứng trạng là đờm vàng dính, mặt hồng môi đỏ phiền nhiệt ngực đau, chất lưỡi đỏ rêu lưỡi vàng nhớt, mạch hoạt sát, chứng tâm hỏa can thịnh. Với chứng nhiệt đàm, cả hai chứng đều có thể có những chứng trạng miệng khô họng rạo, mặt hồng môi đỏ, tâm phiền mất ngủ, tiểu tiện sẻn đỏ, đại tiện tảo kết, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch sắc hoặc hay cười vô cử, hoặc có ý nghĩ ngông cuồng, vân vân. Nhưng chứng tâm hỏa can thịnh là do tinh chỉ bất toại, ngũ chỉ hỏa hỏa, hoặc là do lục khí bị uất mà hỏa hỏa, hoặc ăn quá nhiều đồ cay nóng ôn bổ, tâm hỏa quẩy động ở trong, làm rối loạn thần minh gây nên bệnh. Biểu hiện lâm sàng ngoài những chứng trạng giống với những chứng nhiệt đàm đã nói ở trên, còn có thể biểu hiện các chứng trạng khác nhau như đầu lưỡi đỏ nứt đau. Nếu tâm nhiệt chuyển xuống tiểu trường thì có chứng tiểu tiện đỏ rít, đau buốt hoặc tiểu tiện ra huyết. Chứng nhiệt đàm thì có kiêm các chứng trạng đàm vàng dính hoặc đàm trắng như keo khó khạc nhổ, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch hoạt và sắc. Chứng ôn bệnh ở phần huyết với chứng nhiệt đàm đều có thể xuất hiện các chứng trạng phiền tảo không yên, thậm chỉ thần trí thất thường, có chiều cuồng vọng, cho nên cần phân biệt trong lâm sàng. Chứng ôn bệnh ở huyết phần là ngoại tà từ biểu vào lý, truyền vào huyết phận gây nên bệnh. Ngoài chứng sốt cao, thường có cả chứng trạng phát ban hoặc xuất huyết, chất lưỡi tỉa sẫm, mạch tể sát. Còn gây nên chứng nhiệt đàm là thần trí cuồng vọng, lưỡi đỏ rêu vàng nhớt, mạch phần nhiều hoạt sát, không có chứng huyết xuất mà lại có đặc điểm là khạc ra đờm vàng dính. Chứng nhiệt đàm là nói nước uống vào tích đọng lại mà thành, nói âm dương ngăn cách, thượng tiêu sinh nhiệt, nhiệt với đàm thủy cùng chọi nhau, tụ lại mà không tan.
cho nên người bệnh có sốt nhẹ ảnh hưởng tới ăn uống, đầu mặt nóng bừng cho nên gọi là nhiệt đàm. Bệnh ở tâm kinh gọi là nhiệt đàm, mạch hồng mặt đỏ, phiền nhiệt, đau vùng tim, miệng khô môi rạo, nhiều lúc cười vô cử, đàm kết rặn, chắc thành hòn cục, cho uống bài tiểu hoàng hoàn, đại hoàng thang. Bàn luận về chứng tảo đàm. Chứng tảo đàm là tên gọi chung cho những chứng trạng do tảo tà hun đốt tân dịch, đờm ngăn trở phế lạc mà gây bệnh. Chứng này nguyên nhân phần nhiều cảm nhiễm tà khí thu tảo, lại kiêm cả đàm trọc ngăn trở ở trong, hoặc phế thận âm hư, hư hỏa hun đốt tân dịch gây nên. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của chứng tảo đàm là đàm ít sắc trắng, keo dính, khó khạc nhổ, họng ngửa khô, ít tân dịch, khải thấu thở suyễn, mũi khô môi rào, chất lưỡi đỏ ít rêu, mạch huyền tề sắc hoặc tề sắc. Chứng tảo đàm chủ yếu thường gặp trong bệnh khải thấu, các tật bệnh khác ít gặp, cần chẩn đoán phân biệt với chứng nhiệt đàm. Chứng tảo đàm chủ yếu gặp trong bệnh khải thấu, điều trị nên nhuận tảo hỏa đàm, cho uống bài bồi mẫu qua lâu tán. Chứng này thường gặp ở người thể chất âm hư hoặc người cao tuổi, thể chất âm hư dễ cảm nhiễm tảo tà, hun đốt tân dịch gây nên tảo đàm, vì âm bất túc nên có thể xuất hiện chứng trạng triều nhiệt, ra mồ hôi trộm, ngũ tâm phiền nhiệt. Người cao tuổi khi âm bất túc, âm hư thì tân dịch thiểu, khi không hòa sinh tân dịch dễ sinh ra tảo đàm, nên thường có kiêm chứng khải suyễn đoạn hơi, mệt mỏi yếu sức, thuộc loại khí hư. Chứng tảo đàm phần nhiều xuất hiện ở mùa thu tảo nhiệt, tà khí tảo nhiệt dễ làm hao thương tân dịch, hun đốt tân dịch thành đàm. Ở mùa thu tảo, tảo tà phạm phế xuất hiện chứng tảo đàm, phần nhiều có chứng trạng tảo tà phạm biểu phận như các chứng trạng phát sốt, hơi sợ phong hàn, đau đầu, ít mồ hôi. Trong quá trình diễn biến bệnh cơ của chứng tảo đàm dễ xuất hiện chứng phế âm hư, phế âm bất túc, phế mất sự tư dưỡng nên sinh ra tảo nhiệt, hư hỏa hun đốt kim, nung nấu tân dịch thành đàm, cho nên biểu hiện tảo đàm ngăn trở phế có các chứng đờm ít sắc trắng, keo dính, khó khạc nhổ, họng khô ngửa và suyễn khải. Chứng phế âm hư có chứng trạng biểu hiện chủ yếu là trong đàm có lẫn máu, triều nhiệt, mồ hôi trộm, ngũ tâm phiền nhiệt, về chiều gò má đỏ bừng, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tề sắc. Chứng nhiệt đàm và chứng tảo đàm cả hai đều có chứng trạng cộng đồng như khải thấu, đàm dính kết khó khạc ra, miệng khô, họng rạo, vân vân, cần phải phân biệt cho rõ ràng. Chứng tảo đàm là do cảm nhiễm tà khí tảo nhiệt ngoại cảm hun đốt phế tân, hoặc là vì phế âm bất túc, hư hỏa hun đốt phế, đốt cạn chất dịch mà thành đàm, đặc điểm là ho khan ít đàm, miệng mũi khô rạo, thậm chí có biểu hiện da rẻ khô rạo do tảo thịnh thương tân, cũng có thể khiến cho phế lạc bị tổn thương, trong đàm có lẫn máu hoặc đổ máu mũi. Chứng nhiệt đàm là do nhiệt tà nung nấu chất dịch mà sinh ra đàm, hoặc là đàm uất sinh nhiệt, đàm nhiệt câu kết mà thành bệnh, cho nên đàm vàng mà dính, tiểu tiện sẻn đỏ, đại tiện tảo kết, mặt đỏ môi hồng, đỏ là hiện tượng nhiệt thịnh. Về phương diện mạch và lưỡi, cả hai chứng chất lưỡi đều đỏ, nhưng chứng tảo đàm thì chất lưỡi đỏ ít tân dịch, chứng nhiệt đàm thì chất lưỡi đỏ rêu, lưỡi vàng nhớt. Chứng tảo đàm mạch phần nhiều huyền tỷ sắc hoặc tỷ sắc,
Chứng nhiệt đàm thì mạch đa số hoạt sát. Chứng táo đàm phát nhiệt môi se, phiền khát muốn uống nước, xuyễn khải đoạn hơi, lúc phát bệnh lúc không, khó khạc nhổ, đây là chứng ngoại cảm táo đàm, nguyên nhân gây táo đàm, hoặc gặp lúc can dương đang mạnh, hoặc gặp lúc hỏa lệnh đang cao, khi táo nhiệt quạt vào tạng phế gây nên xuyễn khải, làm tổn thương trường vị thì gây nên đàm, nên thấu, đó là ngoại cảm táo đàm gây nên. Mạch của chứng táo đàm ắt phải hồng sắc, phù sắc là tổn thương ở biểu, trầm sắc là tổn thương ở lý. Mạch bên trái hồng sắc là táo làm thương can đờm, mạch bên phải hoạt sắc là táo làm thương phế vị. Điều trị táo đàm nên thanh nhiệt nhuận táo, giảng hỏa hóa đàm, cho uống các bài trúc diệp thạch cao thang, nhị mẫu thạch cao thang, nhị mẫu nhị trần thang. Chứng táo đàm khải xuyễn, xuyễn nghịch đàm hỏa bốc lên, lúc ho lúc ngừng đàm khó ra, thấu liên tục, mặt đỏ khí nghịch lên, đó là chứng táo đàm do nội thương. Nguyên nhân gây nên táo đàm là do ngũ chỉ hỏa hỏa khi quẩy động ở trong, hoặc là sắc dục quả độ, chân thủy cạn kiệt, hoặc là ăn cao lương tích nhiệt, trường vị hun đốt nung nấu tạng phế, nhào luyện thành đàm thì hình thành chứng táo đàm. Mạch của táo đàm, bộ thốn bên trái sát đại, đó là tạng phế có nhiệt, bộ quan bên phải trầm sát, đó là trường vị có nhiệt, bộ quan bên trái mạch sát, đó là tà khí mộc hỏa, hai bộ xích trầm sát là thận thủy táo kiệt. Điều trị táo đàm cần dưỡng âm tráng thủy, nhuận phế sinh tân thì hỏa dẹp táo trừ mà đàm không sinh ra nữa. Nếu dùng thuốc có vị táo để tiêu đàm thì tai họa trở như bàn tay, thận thủy khô cạn, nên cho uống các bài nhị đông nhị mẫu thang, do ăn cao lương mà tích nhiệt, cho uống bài tiết trai hỏa đàm hoàn.